Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi đã play gần từ là Benben 3, Benben 4, Benben 5, Benben 6, VS Bobby Blade Time 1, Bobby Blade Time 3, VS The Joyful Needle, Benben 6, and NRF 6. Ok, first play, Bobby Blade Time 1, let's go, boss final. Mình sẽ vào đây chuẩn bị gặp con Olympic Mantle. Ok, Olympic Mantle. Bắt đầu sẽ rẽ ra này. Phút vào đây răm ke. Mình sẽ để cho bạn xem cảnh răm ke con người liếm sách này nhé. And so let play the win now. Xem từ play win. Ok, bắt đầu nào. Get up. Lần này mình sẽ chưa win nhá. Sẽ không để cho con nào Puppy Play Time này nó bắt nữa. Try game nào, let's go. Bắt đầu mình sẽ chạy sang kia. Ok, vậy là mình đã tiêu diệt xong con lên sách Manta kia nhé. Ok, so next giờ play Nito bên mẹ sách nào. Ok, quên chưa tắt mạng. Nito bên mẹ sách try again. Ok, bắt đầu vào đây. Bắt đầu mình sẽ đi lấy cái mũi tên nhé. Để tiếp tiếp bắn vào con nút đồ nhé. Mũi tên sẽ đẩy cái tên này xuống luôn. Ok, bắt đầu sẽ đi nhặt các mũi tên. Tiếp tục sang đây nhặt mũi tên bên này tiếp nào. Ok, vẫn còn một cái dưới kia này. Tiếp tục quay trở lại. Cho đi bay chui vào trong này để mở cánh cửa nữa bạn nhé. Ok, đập vào nút đỏ để mở cánh cửa nào. Ok, vào đây sẽ gặp con nít đồ này. Sẽ dùng cối để bắn nó nhé, pháo bắn nó này lưỡi này.
nó sẽ giống con Tamagotchi Chimataki. Ok, bắt đầu vào nào, lấy đồ để bắt đầu xuất hiện. Ok, bắt đầu dùng pháo bắn nó nào. Ok, bắn nó rồi. Tiếp tục nhảy lên trên này. Ủa, có gì mình lẽ lè kia nào. Mình sẽ nhảy qua từng góc pháo bên kia nhé. Tiếp tục chạy nào. Ok, chạy sang đây. Ok, tiếp tục bắn nào. Tan tành thành xa, tan tành con nít đồ này. Bắt đầu lấy thẻ sang bên kia. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long. Bắt đầu gặp con này. Don't worry, I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. Phải có mực dối nhá. Em xong lấy ra từ nộp bên bên thủ ly nào. Ok, bắt đầu vào game chơi nhá các bạn nhé. Let's go. Ra từ bên bên thủ ly. Bây giờ bot Tamagotchi Chimataki. Ok rồi. Bắt đầu chúng ta có con tâm. Con này lưỡi nhá. Nó giống con ít đồ vừa rồi. Mình phải tiêu diệt nó nhá các bạn. Cho cái bay đầu con ít đỏ này nè. Và con quái vật hai đầu. Thôi được rồi. Tiếp tục nhảy vào đây tiếp rồi. Cho nó lấy lưỡi, sau đó qua kia lấy cổ pháo này. Để lấy pháo này. Bắt đầu nhặt lại con pháo này. Cuối cùng nó bắn tiêu diệt nó xong. Okay, so next puppy playtime.
chu. Sau tôi loại game bút bị bể tham chủ. Kể dây. Dây trái tim. Dây trái tim và mặt cười. Dây trái tim mặt cười và mặt tim. Dây trái tim mặt cười tim rát. Round 5. Okay, hoàn thành. It broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. Oh, vẫn chưa đi được. Đợi con mua miếng nó ghét kìa luôn. À đây. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Okay, cánh cửa mở. Ngã rơi như này. Thank you.
Okay, so now I got the Memento 4. Okay, bắt đầu. Let's go. Tục rẽ sang này. Sai ngoan. Rồi, tôi dẹt con sai ngoan này nhé bạn. Rồi, mình sẽ cho nó đập vào 4 ách tường trên. Tiếp tục rẽ sang này. Đó là vào ách tường trên đó. Nó đập bố phát, rất to, tiếp tục sang này. Ok, đã tiêu diệt nó xong. And next with laser F này, F6 nào. Quái vật nó xuất hiện luôn. Begin tape. Leaving dead space 3, 2, 1. The purpose of
this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. And so next up, I'll use the vault now. Diệt con Huki Wui ở trong cho rơi vô nhé các bạn. Lần sẽ chuẩn bị đến gặp con Huki Wui. Let's go. Ok, hôm nay nó chạy ra này. Chúng ta bảo con Huki Wui này. Okay, try again. Tiếp tục xuống đây nào. Cái cầu cái thang máy này nhá các bạn. Một lát nữa nó sẽ vồ từ trên xuống dưới.
Sonic the Garden of Batman 6 nào. Cho tôi loát lên game. Ok, bắt đầu add cái phone letter. Nó chạy sang này. Đi lấy cái hoa màu vàng bên đây nhá. Nó rẽ sang này. Lấy cái remote này. Giờ mai cái lắp rồi vù nào. Play. Okay, bắt đầu cho vào game. Mình sẽ gặp con Googie Holy. À, như vậy đây sẽ trả lời câu hỏi bên này trước nhé. Sai, mình sẽ quay trở lại xem nào.
Tôi phải lái sang kia. Chơi phần này sau khi tìm hiểu. And so next the play Puppy with the Time to Leave. Đây là Puppy with the Time to Leave fan made các bạn nhé. Chạy vào trong kia. Một phiên bản fan made. Vamos a ver. Chạy vòng ra nào. Don't you want to come with me? You're making me sad. Wow, let's go. Nó chạy gần kia lắm rồi. Tiếp tục chạy gần này. So next the smooth cut now. So to learn in game, mình sẽ show con smooth cut cho các bạn xem này. Bắt đầu vào. Yeah, vẫn chưa lát được. Okay, xin một cam. Làm xa nào. Này dáng con sồn mũ cát nha. Đi tìm các skin khác. Bên này có con sồn mũ cát khác nè. Sẽ tìm skin.
Này sang đây nào. Ok, mình sẽ cho bạn xem một phiên bản con sử mút cát khác nhé. Finzamore. Ok nào. Okay, so next up, I got the new Batman Finder. So, Batman Finder. Đây là một trò chơi mới đang trong quá trình hoàn thiện nhé các bạn nhé. Nên sẽ còn map chưa hoàn thiện. Map này sẽ còn chót luôn. Sâu con Benito cho bạn xem nhé, hình dáng của nó này.
Okay, thanks for watching. Please subscribe my channel. Goodbye, see you again.